cùng Takara Standard tham gia việc build tháng 6 này nha người đẹp ơi. Đi từ cổng chính vào, cứ đi thẳng là mình sẽ thấy gian hàng 159 đến 168 của Takara Standard. Một gian hàng to đùng ở bên tay phải này nha. Tới rồi nè, dễ tìm lắm luôn đó. Điểm nhấn dĩ nhiên là thuộc về hệ tủ bếp thép chắn đen kính rồi. Thiết kế tủ này tận dụng mọi góc bếp và cả khu vực dưới chậu rửa, chỗ nào cũng để đồ được hết đó. Đặc biệt, ở dòng tủ bếp cao cấp còn có ngăn trước chậu rửa cho mình để mấy món đồ nhỏ nhỏ. Vật liệu tủ là lõi thép tráng men thủy tinh, vô cùng tiện nghi, tận dụng được cả sức chứa trên từng bếp luôn. Tới chỗ bồn tắm này, không phải là thép tráng men kính nữa, mà là gang tráng men kính, giữ nhiệt siêu lắm nha. Qua hệ tủ gương lavabo gần phòng tắm thì lại gặp thép tráng men kính nữa nè. Sức chứa thoải mái với khoang tủ dạng ngăn kéo, ngay cả phía sau gương soi cũng có kệ để đồ rất là tiện nghi luôn đó. Ốp tường thép tráng men kính tương tự như ở hệ tủ bếp và tủ gương lavabo, mình cũng có thể ốp ở phòng khách, vừa sang vừa đa dạng công năng luôn. Không gian nội thất thép tráng men kính hiện đại sang trọng này đã có mặt tại triển lãm quốc tế Vietbuild 2023. Là một trong những nhà tài trợ chính, Takara Standard mang đến ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, chỉ áp dụng duy nhất tại Vietbuild. Còn chân chơi gì nữa mà con ghé gian hàng 159 đến 168, nhà A1 tại trung tâm Sky Expo quận 12, từ ngày 14 đến ngày 18 nha mày đẹp ơi.